Tôi là sếp. Ôi! Hashtag khiêm tốn. Quân. Oh yeah. Một người nhân viên văn phòng và yêu người sếp của mình. Cái cuộc chiến tình tiền đó nó là một cuộc chiến rất là thú vị. Ok, gia đình hạnh phúc. Vào ngày 3 tháng 2 năm 2017 này, tức là ngày mùng 7 Tết, quý vị hãy ra rạp và cùng gia đình mình, cùng bạn bè, cùng người thân của mình đến rạp và xem bộ phim Bạn Gái Tôi Là Sếp nhé. Hy vọng các bạn sẽ đến xem phim thật là nhiều nha. Bạn Gái Tôi Là Sếp, fighting! Mày rút tiền cho tiền gấp 4 hả? Chết. Một ngày làm sếp thì cả đời sẽ làm sếp.